chuẩn bị sẵn là ba hộp bài, tất cả nhìn thấy đó chưa? Là ba hộp bài giống nhau, trong đó có chiếm một tờ giấy. Bây giờ em tiêu chọn cho anh một trong ba cái này nào, được rồi, để giữa quá đặc biệt. Và chúng ta xem ở trong cái hộp này có cái gì nhá. Kiểm tra cho trong hộp này có gì nào. Có một chữ X. Các hộp khác có chữ gì nào? Đúng rồi. Khác có một chữ có hình vuông. Hộp này có chữ gì nào? Hộp này hình tam giác. Xong chưa? Tam giác hình vuông và cuối cùng là chữ X. Thấy rõ chưa? Tiêu chọn chữ gì? Tiêu chọn chữ X đúng không? Rồi. Tiếp tục này. Rồi anh để sẵn ra hai đồng xu. Một đồng xu to, một đồng xu nhỏ. Thấy rõ chưa? Không xem nữa. Tên 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 tên. Rồi ok. Bây giờ tiêu chọn một đồng xu đi, chỉ thôi. Chỉ đồng xu nào, đồng to hay đồng nhỏ? Đồng to đẹp hơn, ok. Đồng to sẽ để ở giữa. Còn đồng nhỏ để lấy ra. Anh để vào cốc. Thấy rõ chưa nào? Rồi. Đồng xu nhỏ, còn lại đồng xu nhỏ đúng không? Đồng xu to em tiêu chọn để ở giữa rồi đúng không nào? Rồi. Bây giờ em tiêu chọn chữ gì nhỉ? Chúng ta quay lại em tiêu chọn chữ gì? X. Chữ X đúng không? Rồi anh sẽ viết chữ X lên đồng xu. Thì chữ X nè. Đấy. Chữ X được chưa? Chữ X được viết ở mặt nào đây? Mặt 200 hay là mặt gì? Quốc kỳ. Quốc kỳ đúng không? Rồi. Rồi xin giới thiệu các vị khách của anh này. Các vị khách của hội ảo thuật quốc tế. Đấy đùa thợ nạo để lên thấy chữ magic cao đùng như gì đó. Nào quay lại vấn đề đồng xu nhá. Đồng xu này khi được viết lên bằng cái bút này ấy, thì nó sẽ khó mà khô được. Đấy sẽ bị thủng. Đấy. Thổi cho nó khô đi. Rồi. Nhìn nào mọi người tập trung này. 1, 2. Kiểm tra. Trong này có một đồng xu đó có chữ X. Ôi.